Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 2 tháng 9 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ban hành sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và thời gian của thụ tạo. Vatican, trong sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và thời gian của thụ tạo được ban hành ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hoán cải trở về với Thiên Chúa, hòa giải với tha nhân, hòa hợp với vũ trụ và ý thức chúng ta là các thành viên của một đại gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung là trái đất. Ngày Cầu Nguyện năm nay, năm thánh cho trái đất, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày trái đất dựa trên câu kinh thánh trích từ sách Lê Vi, Đức Thánh Cha triển khai sứ điệp với 5 điểm chính. Thứ nhất, năm thánh là thời gian ghi nhớ. Chúng ta được mời gọi ghi nhớ rằng, số phận chung cuộc của thụ tạo là đi vào ngày sa bát vĩnh cửu của Thiên Chúa. Năm thánh cũng là một thời gian ân sủng để ghi nhớ ân gọi nguyên thủy của thụ tạo là tồn tại và phát triển như một cộng đồng tình yêu. Và tiếp đến là ghi nhớ về các mối quan hệ của chúng ta. Thứ hai, năm thánh là thời gian trở về với Thiên Chúa, với anh em đồng loại và với vũ trụ trái đất. Thứ ba, năm thánh là thời gian nghỉ ngơi. Trong năm thánh, dân chúa được mời gọi nghỉ ngơi, ngừng những công việc thường ngày của họ và để cho đất được lành lại và trái đất tự hồi phục. Khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường, ngày nay chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần, những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta. Thứ tư, Năm thánh là thời gian phục hồi sự hài hòa ban đầu của tạo vật và hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng giữa con người với nhau. Chúng ta cũng cần khôi phục lại đất đai và sự đa dạng của sinh học. Và cuối cùng, năm thánh là thời gian vui mừng. Chúng ta vui mừng khi ngày càng có nhiều người tham gia bảo vệ trái đất và người nghèo, vì nhiều người đang được truyền cảm hứng tham gia các sáng kiến và đặc biệt vì các cộng đồng đức tin đang xích lại gần nhau để tạo ra một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững hơn. Kính mời quý vị nghe một số đoạn của sứ điệp này trong một sinh hoạt giáo hội của chương trình. Caritas Quốc tế nói, đại dịch là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung. Roma, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo ngày 1 tháng 9, Caritas Quốc tế đưa ra lời mời gọi, đại dịch Covid-19 phải là một lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung. Caritas Quốc tế viết trong một lưu ý, đây là một dịp quan trọng để cứ hành sự phong phú đức tin kitô được thể hiện trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và để canh tân con tim và tâm trí phục hồi tương quan của chúng ta với thiên chúa sau đó nhìn vào những khó khăn do đại dịch mà mọi người đang phải trải qua trên khắp thế giới caritas quốc tế lưu ý rằng tình trạng khó khăn này làm cho chúng ta ý thức về một nhân loại chung và về tất cả các mối liên hệ giữa các chiều kích chính trị kinh tế xã hội văn hóa và tinh thần Chúng ta nhận thấy nhiều hệ thống xã hội bất công đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan của dịch bệnh. Chúng ta ý thức cuộc sống của chúng ta mong manh như thế nào và chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào trước sự lây lan của loại virus này. Từ thời điểm này, Caritas Quốc tế hy vọng về các hình thức liên đới mới để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe với đại dịch tình yêu, như Đức Hồng y Louis Antonio Tagle, chủ tịch Caritas Quốc tế đã khẳng định. Tổ chức bác ái viết tiếp là khi tôi hữu mối tương quan của chúng ta với môi trường không thể tách rời và mối liên hệ với người khác và với Chúa vì điều này, COVID-19 phải là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta. Thật không may, hiện nay các cộng đoàn địa phương là nạn nhân đầu tiên của việc thiếu bảo vệ thụ tạo. Vì thế, họ đang yêu cầu chúng ta thực hiện các hành động có mục tiêu và khẩn cấp, đặc biệt liên quan đến an ninh lương thực, tiếp cận với nước và bảo vệ hệ sinh thái phát triển con người toàn diện chỉ có thể được thúc đẩy qua sự bền vững của các hệ thống sinh thái kinh tế xã hội và chính trị nâng cao nhận thức và phát triển khả năng của mỗi người về tri thức ý chí tự do và trách nhiệm nếu không chúng ta không thể mong đợi mọi người cảm thấy có trách nhiệm với thế giới mà họ đang sống sự khởi đầu của những lối sống mới công bằng và bền vững và cuối cùng là việc áp dụng các chính sách can đảm để giữ gìn môi trường Caritas quốc tế kết thúc với lời kêu gọi, cầu nguyện và hành động để xây dựng một cộng đoàn liên đới và tình thương. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2015 có đặc tính đại kết. Vì vậy, ngày này được cử hành cùng với giáo hội chính thống đánh dấu sự khởi đầu của thời gian của thụ tạo kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi thời gian được các kỹ hữu từ khắp nơi trên thế giới dành để cầu nguyện và hành động để chăm sóc công trình sáng tạo. Đức Tổng giám mục Paglia nói, các chính trị gia công giáo không thể bảo vệ hay cổ võ phá thai. Đức Tổng giám mục Paglia nói, giáo hội rất rõ ràng về vấn đề này, đó là câu trả lời từ sách giáo lý, đó là một sai lầm lớn khi thăng tiến luật pháp về phá thai và an tử. Trong bài phát biểu của mình, Ngài trình bày về thông điệp tin mừng sự sống của Thánh Gioan Phaolô II, ban hành năm 1995, nói rằng các chính trị gia công giáo phải ngưng cổ võ luật chống lại sự sống của thai nhi, không có nghi ngờ nào về điều đó. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói rằng các nhà lãnh đạo chính trị nên cố gắng cải thiện luật pháp tồi tệ và tội lỗi, và nói thêm rằng các chính trị gia, cả những ghi tô hữu và các chính trị gia khác phải nghe giá trị của việc hỗ trợ và giúp đỡ sự sống của tất cả mọi người, và đặc biệt là những người mong manh nhất. Khi được hỏi về khả năng các chính trị gia ủng hộ luật phá thai sẽ bị phạt, Đức Tổng giám mục Paglia nói rằng những nhân vật đó chắc chắn là sai lầm, và nói thêm rằng trong khi chúng ta quan tâm đến việc lên án tội lỗi, thì trọng tâm của giáo hội là phải sự cứu rỗi của tội nhân. Giáo hội có trách nhiệm cao cả để các thành viên của mình, trước hết hoán cải theo tin mừng sự sống, theo vẻ đẹp của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta phải tránh những việc làm bệnh thiểu của sự chết và thực hiện những công việc cao đẹp của sự sống. Đức Tổng giám mục Paglia đưa ra những tranh luận trên trong bối cảnh một số nước ở Trung Mỹ Latin đang tranh luận gay gắt về triển vọng bảo vệ hợp pháp việc phá thai và giữa những tranh luận gay gắt về phá thai trong bối cảnh bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Lính biên phòng không cho một giám mục trở về lại Belarus. Belarus, ngày 31 tháng 8, trang web của Giáo hội Công giáo Belarus đưa tin Đức Tổng giám mục Tadeusz Konkrusevic của Tổng giáo phận Minsk Mohilev đã bị binh lính biên phòng chặn lại sau khi ngài trở về từ Ba Lan. Đức cha Yuri Kasabuski, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Minsk mohilev cho biết, sau một chuyến công tác, Đức Tổng giám mục Konkrusevic tìm cách trở về Belarus tại nơi giao nhau giữa làng Kuzika của Ba Lan và làng Bruski của Belarus lực lượng biên phòng của Cộng hòa Belarus đã từ chối cho người đứng đầu giám mục đoàn công giáo Belarus nhập cảnh vào nước này mà không có lời giải thích. Đức Tổng giám mục Kongru Service sinh ra trong một gia đình sắc tộc Ba Lan nhưng là công dân của Belarus. Ngài đã lên tiếng bảo vệ những người biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào ngày 9 tháng 8 Tuần trước, ngày yêu cầu điều tra về các báo cáo nói cảnh sát chống bạo động đã chặn cửa của một nhà thờ công giáo ở Minsk trong khi dọn sạch những người biểu tình khỏi một quảng trường gần đó. Ngài đã cầu nguyện bên ngoài nhà tù vào ngày 19 tháng 8, nơi những người biểu tình bị giam giữ được cho là đã bị tra tấn. Những cuộc biểu tình tại Belarus lan rộng khắp nơi sau khi Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko được tuyên bố thắng cử trong một cuộc bầu cử Tổng thống với số phiếu 80% cảnh sát đã bắt giữ hàng ngàn người biểu tình xuống đường đòi kiểm phiếu lại. Bất chấp một cuộc đàn áp nghiêm trọng, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục trên khắp đất nước. Đức Tổng giám mục Congru Service đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Yuri Karel vào ngày 21 tháng 8 để bày tỏ quan ngại về phản ứng mạnh tay của chính phủ đối với các cuộc biểu tình. Trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày 31 tháng 8, Đức cha Kasabuski kêu gọi tín hữu Công giáo Belarus cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục con ngài yêu cầu các linh mục cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Belarus, cho giáo hội và cho Đức Tổng giám mục. Ngài mời gọi giáo dân tham dự thánh lễ và chầu mình tháng Chúa cũng như lần hạt mân côi và chuỗi lòng Chúa Thương xót. Ngài nói: "Vào thời điểm khó khăn đối với tất cả chúng ta, Chúng ta hãy vận động trong lời cầu nguyện, cũng như thể hiện tình liên đới đặc biệt và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, vì chúng ta là một đại gia đình. Chống nạn buôn người bằng cách tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác Trong vai trò là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Uman Sik nhấn mạnh rằng, đối với Tòa Thánh, nạn nhân của nạn buôn người là một vấn đề đặc biệt quan trọng, vì họ là những người bị bỏ rơi và bị mất nhân phẩm nhất trên thế giới hiện nay. Buôn người là một vết thương khủng khiếp, là một bệnh dịch ác nghiệt, một vết thương mở trên thân thể của xã hội đương đại. Đại diện tòa thánh tiếp tục bằng cách lặp lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco thường nói. Nạn buôn người biến con người thành hàng hóa để mua bán và khai thác theo những cách khác nhau và không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ngày nay nhiều người còn thiếu hiểu biết về bản chất của vấn đề được cho là gai góc và đáng xấu hổ. Đức ông Umansik nhắc rằng, trên thế giới có hơn 40 triệu nạn nhân bị buôn bán hoặc bóc lột, trong đó có một phần tư dưới 18 tuổi, và nếu 20 nạn nhân bị bóc lột tình dục thì có một nạn nhân dưới 8 tuổi. Vị đại diện tòa thánh cảnh báo chính đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hình thức buôn người, nghĩa là những người phạm tội ác này đang tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông và lối kéo trực tuyến. Đại dịch còn cho thấy rõ sự bất bình đẳng hệ thống về kinh tế và xã hội dẫn nhiều người đến nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Vì thế, các quốc gia phải gia tăng các quan hệ đối tác và hợp tác, bởi vì thiếu sự hợp tác giữa các quốc gia thường làm cho các chính sách và các chương trình cho mục đích này không hiệu quả. Đức ông tái xác nhận, ở điểm này, tôi hy vọng các quốc gia sẽ chia sẻ thông tin liên quan về nạn buôn người và phát triển các phản ứng chung cần có sự hợp tác lớn hơn cũng như cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia có các tuyến đường buôn người đi qua. Đức ông kết luận, để đạt được hiệu quả, sự hợp tác và phối hợp cũng cần có sự tham gia của xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo, cũng như các lĩnh vực kinh tế và truyền thông. Giáo hội Indonesia tổ chức Ngày giới trẻ trực tuyến, Jakarta, bên rễ nở hoa và kết trái là chủ đề của Ngày giới trẻ Indonesia diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 8. Do đại dịch, sự kiện do ủy ban giám mục về giới trẻ tổ chức được phát toàn bộ trên YouTube với sự tham dự của hơn 5.000 bạn trẻ Công giáo kết nối từ khắp các nơi Indonesia. Ngày giới trẻ được bắt đầu với thánh lễ do Đức Cha Piuriana Prabdi giáo mục giáo phận Ketapang và đồng thời là chủ tịch Ủy ban giáo mục về giới trẻ chủ tế. Dạng trong thánh lễ, Đức Cha Piuriana Prabdi nói: Thiên Chúa luôn tìm cách để yêu thương người trẻ, trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo của người trẻ không dừng lại vì đại dịch Covid-19 bởi vì tinh thần phục vụ của người trẻ đối với giáo hội và quốc gia vẫn sống động. Vì thế, ước muốn chia sẻ niềm vui và nguồn cảm hứng của họ là không thể ngăn cản. Trước dẫn chủ đề của ngày hội, Đức cha Prabdi nhấn mạnh, tuổi trẻ được mời gọi lựa chọn cuộc sống cách khôn ngoan, bén rễ trong Đức Kitô để rộ hoa và kết trái. Giống mục Ketapan giải thích, bén rễ trong Đức Kitô có nghĩa là cuộc sống của chúng ta đến từ Đức Kitô Trổ hoa trong Đức Kitô có nghĩa là nhận thức được tiềm năng phát triển và những thách đố của chúng ta. Kết trái trong Đức Kitô có nghĩa là chúng ta có con tim biết ơn và khả năng yêu thương người khác. Cha Antonio Harianto, tổng thư ký của Ủy ban Giám mục về Người Trẻ, bày tỏ sự hài lòng với sự kiện này. Tôi đã mơ ước một cuộc gặp gỡ có thể đáp ứng mong muốn của những người trẻ đến với nhau và có thể là một dịp để truyền đạt giáo lý cho họ và ngay cả khi với hình thức trực tuyến ngày giới trẻ đã cho thấy sự thành công với sự đối thoại liên tục giữa những người trẻ các linh mục và một số chuyên gia kể cả một số nhà tâm lý học cha bày tỏ tôi hy vọng những người trẻ có thể trở thành những nhân tố chính của xã hội bởi vì ngay cả khi các hoạt động của họ hiện đang rất hạn chế do đại dịch họ vẫn có thể là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa nghĩa là những người có thể giúp đỡ xã hội nhìn về phía trước và dạy những người bạn của họ làm điều gì đó có ích cho người khác quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Sư điệp của Đức Thanh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và thời gian của thụ tạo ngày 1 tháng 9 năm 2020 các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Sách Lê Vi, chương 25, câu 10 Anh chị em thân mến, mỗi năm, đặc biệt là từ khi thông điệp Laudato Si được ban hành, ngày đầu tiên của tháng 9 được gia đình nhân loại cử hành như ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo, và khởi đầu của thời gian của thụ tạo được kết thúc vào ngày lễ thánh Phasico Assisi ngày 4 tháng 10. Trong thời gian này, các kỹ tơ hữu trên toàn thế giới canh tân đức tin vào Thiên Chúa của công trình sáng tạo và hiệp nhau trong cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi rất vui mừng vì chủ đề được gia đình đại kết chọn cho dịp cử hành thời gian của Thụ tạo năm 2020 là Năm Thánh cho Trái Đất chính xác trong năm này, năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 ngày trái đất. Trong kinh thánh, năm thánh là thời gian thánh thiên để ghi nhớ, trở về, nghỉ ngơi, phục hồi và vui mừng, thời gian ghi nhớ. Trước hết chúng ta được mời gọi ghi nhớ rằng, số phận chung của thụ tạo là đi vào ngày sa bác vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình diễn ra trong thời gian, kéo dài theo nhịp điệu 7 ngày trong tuần, chu kỳ 7 năm và đại năm thánh diễn ra vào cuối của bảy năm sa bát năm thánh cũng là thời gian ân sủng để ghi nhớ ơn gọi nguyên thủy của thù tạo là tồn tại và phát triển như một cộng đồng tình yêu chúng ta chỉ tồn tại thông qua các mối quan hệ với thiên chúa là đấng tạo hóa với anh chị em là thành viên của một gia đình chung và với tất cả các thù tạo trong ngôi nhà chung của chúng ta mọi thứ đều có liên quan với nhau tất cả loài người chúng ta hiệp nhất như anh chị em trong một cuộc hành hương tuyệt vời được gắn kết bởi tình yêu thiên chúa dành cho mỗi thụ tạo của người. Tình yêu đó cũng liên kết chúng ta trong tình cảm yêu thương với anh mặt trời, chị mặt trăng, anh sông và mẹ đất. Tiếp đến, năm thánh là thời gian ghi nhớ, trong đó chúng ta trân trọng ký ức về sự hiện hữu liên quan hệ của chúng ta. Chúng ta cần không ngừng ghi nhớ rằng mọi thứ đều liên kết với nhau và sự quan tâm thực sự đến cuộc sống của chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công bằng và trung thành với người khác. Thời gian trở về Năm tháng là thời gian để ăn năm trở về. Chúng ta đã phá vỡ các mối quan hệ của chúng ta với đấng tạo hóa, với đồng loại và với phần còn lại của công trình sáng tạo. Chúng ta cần hàn gắn những mối quan hệ bị tổn thương, điều cần thiết hỗ trợ chúng ta và toàn bộ cấu trúc cuộc sống năm thánh là thời gian để trở về với thiên chúa đấng tạo hóa kính yêu của chúng ta chúng ta không thể sống hòa hợp với tạo vật nếu chúng ta không hòa bình với đấng tạo hóa đấng là nguồn gốc và khởi nguyên của vạn vật như đức giáo hoàng biển đức đã nhận xét việc tiêu thụ tàn bạo công trình sáng tạo bắt đầu từ nơi thiếu vắng thiên chúa nơi vật chất trở thành vật chất của riêng chúng ta nơi bản thân chúng ta là thước đo tối thượng nơi mọi thứ chỉ đơn giản là tài sản của chúng ta thời gian năm thánh một lần nữa kêu gọi chúng ta nghĩ đến anh em đồng loại của chúng ta đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất Chúng ta được yêu cầu phải điều chỉnh lại kế hoạch sáng tạo nguyên thủy và đầy yêu thương của Thiên Chúa như một di sản chung, một bữa tiệc mà tất cả anh chị em của chúng ta cùng chia sẻ trong tinh thần hòa đồng, không cạnh tranh, nhưng trong tình thân ái vui vẻ, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Năm Thánh là thời gian để giải phóng những người bị áp bức và tất cả những người bị xiềng xích trong các không cùng của nhiều hình thức nô lệ hiện đại, bao gồm nạn buôn người và lao động trẻ em một lần nữa chúng ta cũng cần lắng nghe chính đất đai mà kinh thánh gọi là adama đất mà từ đó con người adam đã được tạo dựng ngày nay chúng ta nghe thấy tiếng nói của thụ tạo khuyến cáo chúng ta hãy trở về đúng vị trí của mình theo trật tự được tạo thành cách tự nhiên hãy nhớ rằng chúng ta là một phần của mạng lưới sự sống liên kết này không phải là chủ nhân của nó sự đa dạng sinh học bị phân tán thảm họa khí hậu xoắn ốc và tác động bất công của đại dịch hiện nay đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương. Tất cả những điều này là một lời cảnh tỉnh khi đối mặt với lòng tham và tiêu dùng vô độ của chúng ta. Thời gian nghỉ ngơi. Theo sự khôn ngoan, Thiên Chúa dành riêng năm Sa-bát để đất đai và cư dân của nó được nghỉ ngơi và được đổi mới. Tuy nhiên, ngày nay cách sống của chúng ta đang đẩy hành tinh này vượt quá giới hạn của nó nhu cầu tăng trưởng liên tục và chu kỳ sản xuất cũng như tiêu dùng vô tận của chúng ta đang làm cho thế giới tự nhiên bị kiệt quệ. Rừng bị rửa trôi, lớp đất mặt bị sói mòn, đồng ruộng bị bạc màu, sa mạc lan rộng, biển bị axit và các cơn bão gia tăng, thù tạo đang rên rỉ. Trong năm thánh, dân chúa được mời gọi nghỉ ngơi, ngưng công việc thường ngày của họ và để cho đất đai được lành lại, trái đất được tự phục hồi khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường ngày nay chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta ở một khía cạnh nào đó đại dịch hiện nay khiến cho chúng ta tái khám phá ra lối sống đơn giản và bền vững khủng hoảng thêm một nghĩa nào đó đã cho chúng ta một cơ hội để phát triển những cách sống mới chúng ta đã có thể thấy trái đất có thể phục hồi như thế nào nếu chúng ta để cho nó nghỉ ngơi không khí trở nên sạch hơn nước trong hơn và động vật đã quay trở lại nhiều nơi mà chúng ta đã thấy biến mất trước đây đại dịch đã đưa chúng ta đến ngã ba đường chúng ta phải sử dụng thời điểm quyết định này để chấm dứt các mục tiêu các hoạt động quá mức và phá hoại của mình đồng thời nuôi dưỡng các giá trị các nối kết và các hoạt động mang lại sự sống chúng ta phải kiểm tra thói quen sử dụng năng lượng tiêu thụ vận chuyển và chế độ ăn uống thời gian phục hồi Năm Thánh là thời gian để khôi phục sự hài hòa ban đầu của tạo vật và hành gắn các mối quan hệ căng thẳng giữa con người với nhau. Nó mời gọi chúng ta thiết lập lại các mối quan hệ xã hội bình đẳng, trả lại cho mỗi người sự tự do và thiện ích của họ và tha thứ cho nhau. Chúng ta không nên quên cuộc khai thác lịch sử ở miền Nam bán cầu đã tạo ra một món nợ sinh thái to lớn, chủ yếu là do nạn cướp bóc tài nguyên và sử dụng quá nhiều không gian môi trường chung để xử lý chất thải. Đây là thời gian để phục hồi công lý. Trong bối cảnh này, tôi nhắc lại lời kêu gọi xóa nợ của các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, nhìn nhận những tác động nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế mà họ phải đối mặt do hậu quả của COVID-19. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng các gói khôi phục đang được phát triển và triển khai ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia phải là các gói tái tạo. Chính sách, luật pháp và đầu tư phải được tập trung vào lợi ích chung và đảm bảo rằng các mục tiêu xã hội và môi trường toàn cầu được đáp ứng. Chúng ta cũng cần khôi phục lại đất đai, Phục hồi khí hậu là vô cùng quan trọng vì chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta sắp hết thời gian, như con cái và những người trẻ của chúng ta đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cần làm mọi thứ trong khả năng của mình để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới ngưỡng 1.5 độ C đã được quy định trong thỏa thuận khí hậu ở Paris, vì vượt ra ngoài điều đó sẽ gây ra thảm họa, đặc biệt là đối với các cộng đồng nghèo việc phục hồi sự đa dạng sinh học cũng vô cùng quan trọng trong bối cảnh các chủng loại biến mất cách chưa từng thấy trước đó và sự suy thoái của các hệ sinh thái. Chúng ta cần ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ 30% trái đất là môi trường sống được bảo vệ vào năm 2030 để ngăn chặn tốc độ đánh mất sự đa dạng sinh học đáng báo động. Thời gian vui mừng Theo truyền thống kinh thánh, năm thánh là một cơ hội vui mừng được khai mạc bằng tiếng kèn vang dội khắp trái đất. Chúng ta biết rằng những tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo ngày càng trở nên lớn hơn và đau đớn hơn trong những năm gần đây. Đồng thời chúng ta cũng chứng kiến cách mà Chúa Thánh Thần đang soi sáng cho các cá nhân và cộng đồng trên khắp thế giới đến với nhau để tái dựng lại ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta. Chúng ta nhận thấy ngày càng có nhiều người ở tầng lớp thấp và từ các vùng ngoại vi được mời gọi và đang quảng đại hoạt động cho việc bảo vệ đất đai và người nghèo. Chúng ta vui mừng khi thấy giới trẻ và các cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng bản địa, đang đi đầu trong việc ứng phó với khủng hoảng sinh thái. Họ đang kêu gọi một năm thánh cho trái đất và một khởi đầu mới, ý thức rằng mọi thứ có thể thay đổi. Chúng ta cũng vui mừng thấy năm kỷ niệm đặc biệt của Laudato Si đang truyền cảm hứng cho nhiều sáng kiến ở cấp địa phương và toàn cầu về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cho người nghèo năm nay cần dẫn đến các kế hoạch hành động dài hạn để thực hành hệ sinh thái toàn diện trong các gia đình giáo sứ và giáo phận các dòng tu trường học và đại học các cơ sở chăm sóc sức khỏe kinh doanh và nông nghiệp của chúng ta và nhiều cơ sở khác nữa chúng ta cũng vui mừng vì các cộng đồng đức tiên đang xích lại gần nhau để tạo ra một thế giới công bằng hòa bình và bền vững hơn chúng ta đặc biệt vui mừng vì thời gian của thụ tạo đang trở thành một sáng kiến thực sự mang tính đại kết chúng ta hãy tiếp tục phát triển trong nhận thức rằng tất cả chúng ta đều sống trong một ngôi nhà chung với tư cách là các thành viên của một gia đình duy nhất tất cả chúng ta hãy vui mừng vì đấng tạo hóa kính yêu của chúng ta nâng đỡ những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để chăm sóc trái đất nơi cũng là nhà của thiên chúa nơi lời người đã mặc sát phàm và sống giữa chúng ta và nơi không ngừng đổi mới nhờ sự tuôn đổ thần khí. Lạy Chúa xin sai Thánh Linh đến và đổi mới mặt địa cầu. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Sơ bê na và cuộc hành hương đến với thương của Covid-19 Sabina Mathavath là nữ tu thuộc dòng Oxolin Đức mẹ vô nhiễm đang phục vụ trong nhiệm vụ là một bác sĩ sản phụ khoa, phó giám đốc bệnh viện Thánh gia ở Mumbai và đồng thời là thư ký trong lĩnh vực sức khỏe của tổng giáo phận. Bệnh viện nơi sơ làm việc là một trong những bệnh viện đi đầu ở Ấn Độ chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sơ chia sẻ về những tháng ngày chiến đấu với đại dịch mà theo sơ đó là một cuộc hành hương trong đó có niềm vui và những nỗi đau, sợ hãi nhưng cũng không thiếu niềm hy vọng được đức tin nâng đỡ. Chiến hành hương đại dịch của tôi bắt đầu vào tháng 2 năm 2020, khi ở Ấn Độ bắt đầu xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên. Lúc đầu, cảm giác lo sợ đã ngăn tôi dấn thân, vì trước đó tôi đã nghe những gì đã xảy ra ở Trung Quốc và Ý tôi lo lắng không biết làm thế nào chúng tôi có thể quản lý cuộc khủng hoảng này đối với bối cảnh kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng y tế yếu kém của ấn độ bệnh viện thánh gia hiểu rằng virus corona sẽ trở thành một đại dịch lớn và ảnh hưởng đến quốc gia đặc biệt là mumbai vì vậy ngay lập tức chúng tôi lên kế hoạch ứng phó mỗi nhân viên đều phải đối diện với trận chiến toàn cầu này nhưng họ cũng phải đấu tranh để xua tan những lo lắng và căng thẳng. Tôi đã có cơ hội trợ giúp cho một sản phụ bị nhiễm Covid sinh con. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một phụ nữ trong lúc sinh con phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ. Sau khi em bé chào đời, với đôi tay hướng về phía tôi cùng với nước mắt, người mẹ cảm ơn chúng tôi. Đây là một trải nghiệm của một phúc lành những trải nghiệm này sẽ để lại ấn tượng lâu dài trong cuộc đời chúng tôi trong tâm hồn tôi hình ảnh này vẫn luôn mãi xanh tươi giữa những khó khăn và tiêu hao cũng có niềm vui tràn đầy đối với tôi tất cả những trải nghiệm này là một cơ hội lớn để học hỏi tôi cũng đã có thể chia sẻ sự hiểu biết của mình và một số thực hành trong việc ứng phó với đại dịch cho các bệnh viện khác qua các hội thảo web do Hiệp hội Y tế Công giáo Ấn Độ tổ chức. Tôi cũng là thành viên của Văn phòng Tổng giáo phận Mumbai chịu trách nhiệm quản lý cuộc khủng hoảng. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp để nhận định tình hình, xác minh các đáp ứng người Công giáo đối với đại dịch. Khi tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi, cũng được học hỏi thêm từ kinh nghiệm người khác. Một dấn thân khác trong trận chiến COVID-19 mà tôi có cơ hội tham gia đó là tôi được Hiệp hội Y tế Công giáo Ấn Độ mời tham gia một dự án chăm sóc những trường hợp đang gặp khó khăn liên quan đến COVID. Đây là một nền tảng web dành trả lời cho những thắc mắc về đại dịch. Sau khi chia sẻ những niềm vui, cho phép tôi chia sẻ những khó khăn mà nhân viên y tế và bệnh viện phải đối diện. Trước hết, việc mặc đồ bảo hộ và làm việc trong khu vực cách ly là một trải nghiệm có một không hai. Một khi đã mặc đồ bảo hộ, chúng tôi không thể ăn uống hoặc vệ sinh cho đến khi kết thúc ca làm việc, nghĩa là khoảng 6 giờ trở lên. Bị khó thở. Khi mặc đồ bảo hộ chúng tôi bị cảm giác khó thở, kính bảo hộ bị mờ làm tầm nhìn bị giảm, chúng tôi phải nói to mới có thể nghe được nhau. Vì thế, không có gì lạ nếu các chiến binh tiền tuyến của Covid-19 cảm thấy kiệt sức và căng thẳng lo lắng cho nhân viên y tế và người thân nhiều người thân của nhân viên y tế rất lo lắng cho họ từ khi số người bị nhiễm gia tăng nhiều kênh truyền hình đã đưa tin khủng khiếp về mumbai nhiều y tá của chúng tôi đến từ nam ấn độ đã bị cha mẹ ép bỏ việc đối với chúng tôi đây là một gánh nặng thêm chúng tôi phải dành nhiều thời gian để lắng nghe trấn an và tạo động lực cho nhân viên áp lực từ các nhà hoạt động và giới truyền thông. Trong một số thời điểm khó khăn, chúng tôi chịu áp lực từ giới truyền thông và các nhà hoạt động. Họ muốn chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mặc dù chúng tôi không còn giường. Thông tin sai lệch đã có tác động tiêu cực xúc phạm nhân viên y tế. Thật sự buồn khi các bác sĩ và nhân viên y tế, những người đang chiến đấu với đại dịch ở tiền tuyến, lại là những người bị đối xử tồi tệ nhất trước những lời đe dọa từ các nhà hoạt động và những người thân bị kích động. Trong cơn khủng hoảng trải nghiệm với Chúa. Cuộc khủng hoảng toàn cầu của Covid-19 đã tạo ra rất nhiều lo lắng, đau khổ và bất ổn, nhưng đối với chúng tôi đó cũng là thời gian cầu nguyện mãnh liệt. Nhiều chị em trong cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của họ đã giúp chúng tôi can đảm và thêm sức mạnh trong những ngày thử thách tôi cảm nghiệm được sự quan phòng và che chở của chúa khi chúng tôi nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất từ nhiều bạn bè và ân nhân lòng quảng đại của họ đã giúp bệnh viện của chúng tôi tiến về phía trước chúng tôi đã trải nghiệm sự hiện diện đầy quyền năng của đấng chữa lành giữa tất cả những thách đố đó Chúng tôi quyết tâm chống lại đại dịch chết người này. Nỗ lực không ngừng và sự phục vụ của nhân viên y tế chống lại COVID-19 thực sự đáng ca ngợi. Tôi hy vọng và cầu nguyện để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio vatican của vatican news tiếng việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến